À, các bác nha, sau đây em tiến hành test cái con T-Fan này theo yêu cầu của bác khách. Này, bác này thì bác cũng hỏi mấy lần rồi, thì hôm nay em sẽ test tiếp cho các bác cái con T-Fan này, xem bác ấy lấy thì alo cho em nhá. Đấy, thì bác nào cũng đang có nhu cầu về cái con bếp này thì cũng có thể alo cho em, được chưa? Hiện tại thì nhà em thì có tại cửa hàng thì có đúng một con thôi, nhưng mà nhà em bán thì cứ theo phương châm là bác nào mà chuyển khoản trước thì em sẽ nhận trước. Tại vì là trước cũng kiểu bán là, tức là các bác cũng gọi là chốt ấy, nhưng mà không cọc. Đấy, bảo là chờ anh cọc hay là gì gì đấy. Xong một lúc mà các bác khác lại muốn lấy, nhưng mà em lại báo là có khách ấy, nhận cọc rồi. Đấy, thì nhiều khi là nó nhỡ việc ấy. Báo cọc sau lúc mà lại không cọc thì lúc mà nhỡ việc của em đó. Thế nên là em cứ bác nào mà chuyển khoản là em cứ chốt luôn cho bác đấy. Đấy, thì bác nào mà xem được cái video này thì alo em nhé. Thì lúc sáng em quay thì em quay hai bếp, nhưng mà em không test, em có báo là bác nào chốt thì em sẽ có video test. Đấy, thì chiều nay em có mấy bác hỏi đấy, thì em tiện em test luôn. Đấy, thì bác nào mà lấy thì cứ chuyển khoản trước cho em thì em nhận luôn. Giá con này thì là 450. Đấy, bác nào lấy thì có thể cọc trước cho em 100, hoặc là có thể chuyển khoản hết nhá. Đấy, chuyển khoản hết cũng được, hoặc các bác có thể là cọc trước 100, 200 cũng được, không vấn đề gì cả. Đấy, thực ra cái tiền cọc đấy thì cũng chủ yếu là để các bác chú ý nhận hàng cho em thôi, chứ còn nó không có vấn đề gì cả. Đây, còn cắm thì đây nước vẫn sôi bình thường các bác nhé. Đấy, nước vẫn sôi bình thường luôn. Tại vì là trước khi các con bếp này mà em quay video ấy, thì là bên em đã test rất là kỹ rồi. Đấy, chứ không lúc mà bếp không lên xong lúc mà lại quay video bảo là bếp lên bình thường, các bác nhận hàng mà nó lại về không dùng được thì có mà toi đúng không ạ? Các bác chả đập vào mặt cho ấy, buôn bán lừa đảo đúng không ạ? Thế nên là trước khi quay video là bên em đã phải test rất là kỹ rồi. Đấy, 2 ngày rồi là các bạn mỗi lần test là 10 20 phút rồi. Bếp hoạt động ok thì bên em mới quay video. Đây, bắt đầu về nước nó sôi này. Đấy, nước nó sôi rất là nhanh các bác nhá. Không kém gì bếp to đâu. Hiện tại em đang cho quạt thổi thẳng bếp đây mà nó còn sôi như này thì đấy. Tức là cắm chỉ một tí là nó sôi thôi, 1.400 với cả 2.000 thì nó chênh nhau không quá nhiều các bạn. Đấy, 1.400 của Nhật nhưng mà nó chuẩn lắm. Đây, nước sôi bình thường các bạn nhé. Đó, T-Fan rất dễ dùng. Đấy, đây là tắt này, đây là to nhỏ này, rồi đây là các chế độ, mình chọn chế độ nào thì mình chọn, rồi chế độ khóa này các kiểu. Đấy, thì bác nào mà chốt con T-Fan này thì alo cho em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 652 nhé. Dạ vâng, em xin chào và kết thúc video từ đây nhé.